Thật không thể tin nổi, Samsung Galaxy S20 5G bây giờ mức giá chỉ bằng với con iPhone 10S này mà thôi. Nếu như cách đây khoảng chừng 3-4 tháng thì con máy này giá của nó chung mâm với con đó là iPhone 10S Max. Thế mà bây giờ nó tụt kinh khủng không? Thế nên trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đặt Samsung Galaxy S20 nằm cùng với iPhone 10S để xem với cái tầm giá này chúng ta lựa chọn con máy nào sẽ có những cái trải nghiệm là tốt hơn nếu như các bạn không bị chi phối bởi cái logo quả táo nhá. Chào mừng các bạn đã đến với Ngọc Trần Studio. Fastcare, trung tâm sửa điện thoại hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn cần sửa điện thoại chất lượng, lấy liền với giá tốt, hãy ghé ngay Fastcare. Đầu tiên sẽ là thiết kế bên ngoài cũng như là trải nghiệm cầm nắm mà hai con máy này mang lại đi. Thì hai chiếc máy nó đều mang cho chúng ta một cái form khá là giống nhau, nhỏ nhắn, xinh xắn, và khi cầm nắm sử dụng bằng một tay thì nó đều dễ dàng. Bởi vì hai con máy cái kích thước màn hình của nó cũng gần như là tương đương với nhau. Nếu như trên mặt lưng của chiếc iPhone 10S chúng ta sẽ nhìn thấy những cái thứ nó hơi cũ kỹ, nó hơi bị hoài cổ và nó không còn giống như cái chiếc máy gần đây của nhà Apple nữa, thì cái con Samsung Galaxy S20 này nó vẫn mang đến cho các bạn một cái ngôn ngữ thiết kế nhìn nó vẫn kiểu tinh tế và nó vẫn mới mới chứ nó không bị quá là cũ kỹ giống như trên cái chiếc máy này. Thế nên ở cái phần đó chính là cái vẻ đẹp bền bỉ theo thời gian thì mình đánh giá rằng Samsung Galaxy S20 nó đang làm tốt hơn, và cũng như là những phiên bản màu sắc mà Samsung Galaxy S20 mang lại thì nó cũng sẽ nhiều hơn so với chỉ là 3 màu trên cái chiếc iPhone 10S. Thế nên ở phần thiết kế ngoại hình này thì mình dành 1 điểm cho cái chiếc Samsung Galaxy S20 5G. Còn trong khi đó, nếu như mà các bạn chỉ cần đó là cầm nắm tốt và có logo quả táo thì iPhone 10S vẫn ok. Quay ra với phần mặt trước của hai chiếc máy này đi, thì như ở cái phần tổng thể thiết kế mình đã nói rồi, hai con máy sẽ có cái kích thước màn hình khá là xem với nhau. iPhone 10S thì các bạn sẽ có độ phân giải là Full HD Plus cùng với tấm nền là XDR OLED. Trong khi đó, đối với Samsung Galaxy S20 thì các bạn sẽ có một cái tấm nền với kích thước nó nhỉnh hơn một tí thôi, đó là 6.2 độ phân giải 2K Plus cùng với tấm nền là Dynamic AMOLED 2X. Nghe tới đây thôi là các bạn đã biết màn hình của con nào cho trải nghiệm phê hơn rồi đúng không? Chắc chắn là màn hình của Samsung Galaxy S20, từ giải màu sắc, từ độ phân giải hay khi mà các bạn muốn sử dụng mượt mà hơn thì màn hình của S20 nó cũng đều ngon hơn. Bởi vì thứ nhất, đây là tấm nền Dynamic AMOLED nó trong hơn và nó cho chúng ta một cái giải màu sắc ngon hơn so với tấm nền XDR trên con máy này. Thứ hai, đó là đối với cái màn hình của con Samsung Galaxy S20 á, nó có khả năng mở lên tần số quét là 120Hz so với cái tần số quét chỉ là 60Hz trên chiếc iPhone 10S này. Thế nên rõ ràng ở cái khoản trải nghiệm ở trên phần màn hình thì mình lại dành tiếp một điểm cho con Samsung Galaxy S20. Ngay cả cái phần đó chính là thiết kế đục lỗ camera so với cái phần tai thỏ ở trên đây thì nó cũng đã ăn rồi. Thế nên rõ ràng màn hình làm sao ăn lại được S20. Và thêm nữa thì chúng ta còn có cả vân tay nhúng bên dưới màn hình nữa để có thể mở khóa rất tiện lợi trong cái thời điểm dịch dã như thế này. iPhone không có vân tay. Đối với trải nghiệm hàng ngày cũng như là hiệu năng khi mà chúng ta sử dụng với những ứng dụng nặng hoặc là chơi game thì ở cái phần này mỗi máy nó sẽ có một cái điểm mạnh riêng. Đối với iPhone 10S và có chip Apple A12 Bionic thì nó mang tới cho các bạn những cái trải nghiệm hàng ngày rất là mượt mà. Những cái thao tác mà các bạn mở, vuốt chạm hay khi các bạn chuyển app, chúng ta không có bất kỳ một cái giật lag hay delay gì trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng. Trước đó thì đối với cái chiếc Samsung Galaxy S20 này, thẻ với các bạn luôn, One UI làm càng ngày càng chán, mặc dù là nó cũng đã có những cải thiện nhất định rồi, nhưng ở trong những trải nghiệm hàng ngày của mình á, thậm chí cái One UI này nó còn thua với ColorOS trên những chiếc máy của nhà Oppo cơ. Thế nên ở cái khoản đó chính là trải nghiệm hàng ngày mà các bạn khắt khe một tí thì iPhone 10S nó sẽ làm tốt hơn. Nhưng khi mà chúng ta nhìn sang một cái khía cạnh khác của cái phần hiệu năng này, đó chính là sử dụng để chơi game, thì con Samsung Galaxy S20 5G với con chip là Qualcomm Snapdragon 865 nó lại đang làm tốt hơn so với con iPhone 10S. Bởi vì khi mà mình chơi game, đối với cái tựa game PUBG thôi, là một cái tựa game nó không quá là nặng, thì con Samsung Galaxy S20 5G này mình chơi trong thời gian dài, cái tình trạng là bị giảm độ sáng màn hình, nó chỉ giảm khoảng tầm 20% độ sáng mà thôi, máy nóng ít và pin nó sẽ tụt hơi nhanh hơn một tí mà thôi. Trong khi đó, đối với con iPhone 10S này cũng tựa game PUBG và để cái mức setting giống như trên Galaxy S20, các bạn chơi đến tầm phút thứ 12-13 thôi là độ sáng màn hình của nó sẽ giảm lên tới 40-50%, máy nóng lên cực kỳ kinh khủng và các bạn quay qua quay lại là pin nó tụt như tụt quần. Thế nên ở cái khoản trải nghiệm này thì nếu như các bạn muốn có một cái trải nghiệm game ngon lành á, độ ổn định cao hơn khi mà chúng ta chơi trong thời gian dài, thì Galaxy S20 5G ngon hơn. Còn đối với con iPhone 10S này, nếu như các bạn không chơi game, các bạn sử dụng hàng ngày, các thứ app này kia, mở app các thứ nó phải nhanh mượt không lag,
thì chúng ta mới lựa chọn iPhone 10S nhé. Tới với camera đi, thì nhìn về số lượng cảm biến trang bị trên hai máy thôi thì chúng ta đã thấy rằng là Samsung Galaxy S20 nó nhiều hơn so với iPhone 10S rồi. iPhone 10S chỉ có một camera chính là 12 megapixel cùng một camera tele 12 megapixel. Trong đó thì Samsung Galaxy S20 chúng ta sẽ có là camera chính 12 megapixel, tele là 64 megapixel và cuối cùng là camera ultra wide. Nói chung là nó nhiều hơn và nó mang lại cho chúng ta được nhiều những cái tiêu cự, nhiều những cái góc để có thể chụp được trong nhiều những cái hoàn cảnh điều kiện khác nhau hơn. Thì đây cũng đã là một cái hơn rồi. Cái thứ hai đó là về chất hình thì iPhone 10S nó sẽ mang tới cho các bạn một chất hình nó hơi trung tính một tí. Mặc dù là về độ chi tiết thì mình đánh giá rằng là iPhone 10S nó vẫn nhỉnh hơn một tí, nhưng đối với những người dùng phổ thông cơ bản mà cần một cái chiếc máy chụp hình ra là đã có thể sử dụng được ngay, màu sắc đẹp ngay, đã có thể đăng được mạng xã hội ngay, thì các bạn cứ nhìn vào đây, Samsung Galaxy S20 nó sẽ mang tới cho các bạn những bức hình chụp ra là ăn được liền mà không cần phải chỉnh sửa lại. Nói chung là đối với việc chụp người này, chụp cảnh này, chụp xóa phông này hay là một số những tính năng vui vẻ trên phần camera thì Galaxy S20 nó vẫn sẽ làm tốt hơn ở cái khoản này. Trong khi đó nếu như các bạn cần một chiếc máy chụp ảnh ra để có thể edit hậu kỳ về sau, để có thể là có một chất hình nó tốt hơn sau khi hậu kỳ, thì khi đó các bạn mới lựa chọn iPhone 10S mà thôi. Và có một cái nữa đó là khi mà các bạn chụp hình trong điều kiện thiếu sáng á, Samsung Galaxy S20 nó cũng sẽ làm tốt hơn so với con iPhone 10S này. Cứ nhìn vào bức ảnh này thôi là các bạn đã thấy quá rõ rồi. Còn nếu như các bạn cần một chiếc máy để quay vlog, iPhone 10S ăn đứt con Samsung Galaxy S20 ở khoản quay video. Bởi vì khi mà các bạn sử dụng cái chất lượng quay là 4K 60fps thì iPhone 10S nó chống rung quá ngon luôn. Trong khi đó với Samsung Galaxy S20 nó sẽ chỉ chống rung tốt nhất khi mà các bạn sử dụng để quay ở Full HD mà thôi. Thế nên rõ ràng có thể thấy nếu như mà các bạn là một người thiên về việc là chụp ảnh muốn có ảnh đẹp sẵn á, thì các bạn chọn Samsung Galaxy S20. Còn các bạn muốn chụp ảnh xong và hậu kỳ thì lựa chọn iPhone 10S, nó vẫn sẽ có những điểm mạnh riêng. Trong đó thì quay video, iPhone 10S nó sẽ là chiếc máy quay ngon hơn nếu như bạn cần quay hardcore, quay ở chất lượng cao nhất. Nói chung rằng là camera thì nó cũng sẽ tùy thuộc vào sở thích của tùy từng người mà thôi. Và về pin thì đối với hai con máy này, khi mà mình sử dụng với những tác vụ tương đương với nhau trong vòng một ngày thì Samsung Galaxy S20 5G nó cho mình cái thời gian sử dụng pin thực tế là cao hơn. Mặc dù là khi mà mình để trong chế độ chờ thì con iPhone 10S này nó tụt pin chậm hơn so với cái con Samsung Galaxy S20 5G. Nhưng nếu như các bạn so sánh về khả năng đó là on-screen, thời gian sử dụng pin khi mà chúng ta on-screen, thì Samsung Galaxy S20 5G nó cho cái thời gian sử dụng on-screen là nhiều hơn. Nói chung pin sử dụng thực tế thì con này ok hơn và sạc nhanh trên nó cũng nhanh hơn so với iPhone 10S. Tóm lại với Samsung Galaxy S20 và iPhone 10S thì mình vẫn dành nhiều những cái điểm cộng hơn cho con Galaxy S20, từ việc là thiết kế đến trải nghiệm màn hình, trải nghiệm cấu hình, hiệu năng khi mà chúng ta sử dụng chơi game, hay là về camera của nó đều có những điểm mạnh và nó có thể lấn át được con iPhone 10S này. Trong khi đó đối với iPhone 10S, nếu như các bạn cần những cái trải nghiệm hàng ngày nó phải thật sự mượt và cũng như là cần một cái hiệu năng đa nhiệm tốt hơn thì chúng ta có thể quất iPhone 10S. Nhưng mà những cái điểm để đáng mua iPhone 10S ở thời điểm này thì mình thấy nó cũng rất là ít rồi. Nên các bạn hoàn toàn có thể cân nhắc để mua những con máy đến từ Samsung cũ như thế này nhá. Và trên đó là video so sánh của mình giữa iPhone 10S và Samsung Galaxy S20 ở cùng lúc giá. Nếu là các bạn thì các bạn sẽ lựa chọn chiếc máy nào? Hãy comment để lại ý kiến của bạn phía bên dưới phần luận của video. Video của mình thì dừng lại tại đây nhá. Các bạn có click đừng quên là một like, share và bấm subscribe kênh YouTube Ngọc Trật Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.